Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thanh, năm nay 30. Hiện đang làm freelance về thiết kế và làm bartender. Quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Điệp, 27 tuổi. Công việc của em thì em chạy xe được 7 chỗ chị. Bạn quê ở đâu? Dạ đây luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ đến lớn luôn. Dạ. Nhưng mà bên đó 27 tuổi, bên đây 30, cách nhau 3 tuổi có vấn đề gì không? Dạ nói chung thì tuổi tác em không quan trọng nữa chị ơi. Em quan trọng là cái tính cách thôi à. Ừ. Nếu phù hợp với nhau là được đó chị. Tính cách sao là phù hợp? Dạ nói chung thì vui vẻ, hòa đồng là được. Cái này dễ rồi. Dạ. Còn gì mà đặc biệt nữa không? Dạ nói chung thì biết quan tâm chia sẻ là được, biết lo lắng cho gia đình là được. Cũng đơn giản quá này, dạ. Phụ nữ là phải quan tâm chia sẻ rồi. Còn cái gì đặc biệt nữa không? Em thì dễ lắm sao? Sao cũng được chứ. Cái gì cũng dễ vậy? Rồi để bạn nữ giới thiệu một chút, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì cũng là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người. Điểm yếu của mình là gì? Là rất là sợ con trai. Ủa sao vậy, sao sợ con trai? Không biết, thấy con trai tới tấn công là sợ. Bây giờ hết sợ chưa? Hết rồi. Mình có mối tình nào chưa? Dạ thì cũng có quen một mối tình, cũng được 5 năm. Quen 5 năm mà sao chia tay vậy bạn? Do em lo về sự nghiệp nhiều hơn, cũng vì lý do đó mà chia tay. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình rồi. Nói chung cái 2 mối tình em cũng sâu đậm lắm. Nhưng mà em biết sao em quen xong người ta chia tay em rồi. Không lý do gì trên hả? Không. Kì vậy? Tự nhiên bỏ trốn mất hả? Dạ nói chung đơn giản thì em quen tìm hiểu xong đó rồi em đề cập tới cái chuyện mà cứ xin cái người ta né cái họ ta đi luôn rồi. Bây giờ chị hỏi nè, ngại đó. Em có cái tật xấu hay cái gì không mà ta chia tay không lời giải thích vậy? Không, nói chung em tốt lắm chị ơi. Em quen bạn gái em chiều chuộng tốt lắm, mà em biết sao nữa. Có mặn nồng gì lắm chưa? Em thương thật lòng mà. Em yêu người ta hết lòng luôn mà người ta yêu em hết hồn luôn. Đến giờ em... Xui quá. Vậy ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Hơi... không biết ăn thôi chị ơi. Chứ ngoài ra cái gì em cũng được lắm. Được đâu, kể một thứ vài thứ được coi. Nhiều quá vậy không biết. Ví dụ đi, kể một vài thứ nào được cơ. Thì nói chung thì em dẫn bạn gái đi ăn uống giờ em coi ăn nhà uống chơi. Ăn bình thường, không ăn ăn, không lên để ta đói. Giờ em dẫn bạn gái đi shopping, đi mua sắm này nọ. Có không? Bạn gái đi đâu dạ. Nói chung em sẽ làm sao để tạo cho bạn gái được niềm vui. Có bao giờ tạo sự lãng mạn cho bạn gái chưa? Dạ cũng có, nhưng mà cũng ít, không lãng mạn nhiều lắm. Không, đó, nhiều khi không lãng mạn. Lần nào lãng mạn nhất với bạn gái? Như ngày tình nhân nè. À, làm gì? Dạ nói chung thì em mua hoa tới, giờ dẫn đi ăn đi uống. Mua hoa gì? Dạ hồng. Mua mấy bông? 99 bông. Trời. Dạ. 99 bông luôn hả? Dạ. Đi uống rượu không? Dạ chờ chị. Đi uống rượu không? Em tài xế thì em không uống cái đó chị. Ủa nghe cái giọng khác với cái người quá ha. Hồi nãy giờ em hình dung nghe cái tiếng ngữ là một cái người nó hơi nhỏ gọn đấy. Được. Phong độ lắm à. Phong độ. Dạ. Thì em thích cái người phụ nữ như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn được xíu là được. Ừ. Có... em chuẩn có gì trơn á, em cần gì. Chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ có chị. Có được cái gì rồi? Dạ nói chung thì cái đó thì phải có chị, chuẩn bị hết trơn rồi chị. Nói chung giờ chỉ thiếu cô dâu thôi. Em chuẩn bị hay là mẹ em chuẩn bị? Dạ mẹ chuẩn bị. Nói chung ra trong đó cũng có phần của em nữa. Hai mẹ con đều chuẩn bị hết rồi. Bữa nay đi mẹ có dặn gì không? Thì nói chung thì mẹ dặn lên nói chuyện sao cho phụ nữ tin tưởng là được. Ủa chứ bình thường phụ nữ không có tin em à? Không lẽ có gì. Em không biết sao em quen hai cô rồi sao em hiểu. Em quen thì em chăm sóc kỹ lắm, em cũng lo lắng lắm mà sao. Ông đôi lúc kỹ lắm người ta cũng cảm thấy nó bình thường. Em cà giật cho chị. Phụ nữ thích cà giật, đàn ông cà giật vậy đó. Sao được không? Hey. Được lắm nha. Coi bên đàn gái thế nào nha. Rất là ổn á. Chào em. Chào anh. Bên đó nói em cảm thấy anh nói như thế nào? Nghe giọng thì em nghĩ chắc là người hơi nhỏ. Anh nắm ba người như em còn được đó. Tài xế vậy là đào hoa lắm đó. Đào hoa hả? Đi trên đường gặp biết bao nhiêu người khách. Rồi sao gặp khách là sao? Em đâu biết được đâu chuyện gì xảy ra. Gặp khách là đi khách. Tôi cái này tôi về giải quan cho tài xế nè. Cũng phải có người này người kia thôi chứ đâu phải tài xế nào cũng vậy. Cả ngàn cả triệu tài xế cũng vợ con chung thủy từ đầu tới cuối đâu có sao đâu. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ, em rất là romantic. Anh bên này anh hơi khô khan chút xíu. Anh nghĩ rằng đó là một trong lý do mà hai người tình trước đã ra đi không bao giờ trở lại.
ra đi không một lời giải thích. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có. Rồi cho chị gặp người thân của bạn nữ. Thưa em, em Quyền Linh và Cát Tường, như cô thấy thì mỗi người làm chồng rồi như con được thứ nhất là sức khỏe. Dạ. Là cô thấy được nè, mà thấy cũng hiền nữa, thật tình nữa. Con cứ cho bạn một cơ hội đi, rồi nếu mà sau này ra ngoài cố gắng tìm hiểu được thì tốt, mà không được thì thôi, chứ đừng có đằng này mà không bấm là tội nghiệp. Cầu đồ lắm chứ không phải nhỏ nhỏ như dạ. Tiên nói đâu. Cả ngày nãy cô bỏ cô đi theo con đó mà bỏ phí lắm. Bấm rồi xong rồi về mình tìm hiểu chứ. Dạ, đâu phải mà cô. Mình thấy mình được liền đâu. Đó, còn con cũng dạy nghe con nha, nhớ bấm nha. Nhưng mà cô ơi, rủ tao không thích tao bấm rồi sao? Không, con phải bấm. Tại vì cô nói là cháu cô là nói chung là rất là thật thà, tình cảm mà coi như là giải chứ mà nhìn như ngoài trẻ lắm, con 30 tuổi em bảo đảm nhỏ hơn con. Con nhất trí với cô. Nhưng mà ở ngoài mà cô nói là nếu mà làm vợ, làm mẹ, làm dâu là cháu cô là số 1. Số 1. Ok, cô nói thiệt, cô dám nói. Thôi cô, nhưng mà thí dụ như cái duyên người ta thấy không có hợp nha, ta không bấm sao? Con cứ bấm. con cứ bấm cho cô, rồi sau này con mới thấy là cô lời nói cô là đúng. Chính xác. Ví dụ lỡ hôm nay anh này không bấm sao? Không bấm là cô la đó. Rồi bạn trai, sao bạn trai hôm nay có đi với ai không nè? Dạ em đi với mẹ với lại em gái em. Dạ, chào cô. Cô thấy mình là gái dữ dội chưa? Dạ cô cho con dạy lời phát biểu. Cô xác định bé này cũng dễ thương, con yên trí đi. Điệp rất là ngoan, chứ không có lăng nhăng mấy cái chuyện đó. Tại vì Điệp chạy xe ổn định là một chỗ, một công ty. Nên là có khách thì đón khách về đi, thì đón khách về thôi. Chứ không có chạy đi đâu hết cả. Nên con yên trí cái chỗ đó. Còn hai đứa thì cho một cái cơ hội đi, để tụi con ra ngoài tìm hiểu nhiều hơn. Bây giờ chung này là giống như tóm tắt thôi. Đấy. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ hai bên tìm hiểu nhau đi, nhìn nhau coi có cảm giác gì. Nhớ bấm tu la nha. Kéo mà. Bắt đầu. Hai cái giọng nói với cái tướng khác nhau thấy không? Anh nói lần nữa tới gặp em mình. Dạ. Cảm ơn. Có má lúm đồng tiền. Nói chung thì nhìn em rất là đẹp, dễ thương, có nụ cười dễ thương. Em thấy anh như thế nào? Hồi nãy thì qua bức màn thì không thấy, nhưng mà thật là bất ngờ khi nghe giọng nói với lại con người hoàn toàn trái ngược nhau. Hôm nay nói chung thì thời gian thì không có nhiều, nói chung thì mình cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu nhau. Nếu mà mình đến được với nhau á, thật sự anh sẽ là bờ vai vững chắc, anh sẽ lo cho em suốt đời, anh sẽ che chở cho em. Tại vì nói chung thì anh thì rất là gọi là thích chiều chuộng bạn gái, thích lo lắng cho bạn gái. Em sẽ làm một buổi gặp mặt đầu tiên nó lãng mạn thế nào, tả cho bạn ấy nghe cho nó sướt mướt chút xíu coi, mình thử tưởng tượng trong đầu coi. Bắt đầu. Em thì cái sự lãng mạn thì em không có nhiều, em thì không tạo ra được cái sự lãng mạn. Bây giờ như tạo ra nè, gặp ở đâu, theo em chỗ nào lãng mạn nhất? Em thì em thích ở bên Phú Mỹ Hưng, có cái cầu ánh sao á, cái chỗ đó rất là đẹp. Rồi sao nữa, tới chỗ sao làm gì? Dẫn bạn gái đi cái thông quan, mình tâm sự ăn uống cái gì đó, nó rất là vui, em thích lên như vậy. Tạo ra cái không khí lãng mạn nữa, dẫn cổ qua bển, chờ lúc mưa xuống ha. Cái đó để tại về em sẽ tự chế thêm vô cho. Dạ chưa suy nghĩ ra được cái gì hết trơn. Hiện tại anh sống ở đâu? Năm quận 9, em ở đâu lận? Em ở quận Bình Thạnh. Ở Bình Thạnh cũng gần mà. Anh dành thời gian cho em như thế nào? Thì một tuần thì chỉ có ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì nãy giờ anh sẽ có rảnh rỗi được. Tại vì công ty đó 6:30 mới được phép về. Mình chỉ tăng ca một tuần á, tăng ca cái ngày thứ bảy với ngày chủ nhật thôi. Cho nên cái ngày chủ nhật với ngày thứ bảy là mình sẽ không đi chơi được. Thì cũng nói ngày thứ hai, ba, tư, năm, sáu, ngày nào cũng được. Ai vậy nói hai, ba, tư, năm, sáu kẹt thứ bảy, nhật tăng ca. Tại vì cái đó bắt buộc công ty nó phải dạy rồi. Đi chơi hẹn hò lúc nào? Thì từ 7 giờ là em rảnh rồi. Đi chơi tới mấy giờ cũng được hết. Bây giờ đủ nhưng mà thích buổi tối em bạn chị đặt buổi sáng giờ khoảng thời gian đó như thế nào? Anh nghĩ ngày thứ tư. Thì mình có thể dành cho nhau ngày thứ tư. Thí dụ ta thích đi chơi ngày thứ năm, sáng thứ năm, 6 giờ sáng. Nếu như vậy đó thì cũng khó cho em. Ngày hôm đó là sinh nhật của bạn ấy thì sao? Nếu 6 giờ sáng thì em chạy sớm em chạy qua được. Chạy qua được bao lâu? Thì người ta quan trọng cái tình cảm họ dành cho nhau thôi, chứ không phải thời gian bao nhiêu ít nữa. Yêu cầu có mặt nói những vài câu nào cho ngọt ngào là nói sao nè. Ví dụ nói sao nè. Sáng em cầm bó hoa chạy qua, em quỳ xuống em cầu chúc em sinh nhật vui vẻ.
được. Đó mới tự tạo ra chuyện nhiều. Đúng rồi, nhiều cái vụ này được nè. Sáng hồ hởi, sáu sáng chạy qua, quỳ xuống đường bông. Hay, dạ. Điều này làm thử ra. Làm thử ra. Từ từ bình tĩnh nha chú. Anh hy vọng anh được quen em. Chú lãng mạn đó. Trời, ai nói không lãng mạn đâu. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định nha. Nút này. Nữa. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Rồi. Chúc mừng hai bạn. Hôm nay rất là dễ thương. Không chặt tay nào. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tới quận 9 để dự tiệc ha. Chúc mừng các bạn. Đây là chiếc vé xem phim. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều thời gian lãng mạn bên nhau, quỳ gối tặng hoa ha. Bây giờ Hùng cái đầu tiên cảm nhận thế nào? Để nhớ ấn tượng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Đúng rồi. Đó. Quá tuyệt vời. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng đi các thương hiệu áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới Hùng Nhân. Cảm ơn chị, em cảm ơn chị. Rồi, nắm tay nhau thật chặt và đưa nhau đi xem phim tìm hiểu nhau. Ra cầu ánh sao.